Xin chào các bạn đã quay trở lại. Lâu lắm mới được sờ vào một chiếc máy đi du học các bạn ạ. Đây là một con máy được sản xuất made in Việt Nam, sau đó thì được đưa sang Mỹ và cuối cùng thì lại được đưa ngược lại Việt Nam để bán ra tại thị trường của chúng ta. Tại sao lại đi vòng vèo như vậy? Thì đơn giản bởi vì đây là một con máy nhập khẩu, không phải máy chính hãng, và chúng ta sẽ có một vài những tiêu chuẩn riêng, cùng với đó là một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Đây là Galaxy S23 Ultra phiên bản Mỹ quốc tế. Đây là Mỹ quốc tế thì ở bên Mỹ chúng ta sẽ có rất nhiều những máy thuộc những nhà mạng như AT&T, T-Mobile và v.v. Nhưng cũng sẽ có những chiếc máy mang mã U nhưng không thuộc bất kỳ một nhà mạng nào, và chúng ta cũng không cần phải làm các thao tác kiểu unlock nhà mạng. Thì đây là con máy đó. Và trong video này hãy cùng mình trên tay và chia sẻ về Galaxy S23 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ, xem nó sẽ có những ưu điểm gì khi mà chúng ta đặt cạnh với những con máy của thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio, đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ phải làm cái bước đập hộp. Thì thực ra bên trong cái hộp của cái chiếc máy này nó cũng sẽ không khác gì phiên bản Việt Nam. Vẫn là chiếc máy siêu siêu các thứ. Đây chỉ là mình đóng lại thôi chứ mình đã mở ra và có shoot ảnh rồi. Chứ đầu tiên là con máy này nguyên siêu cơ, siêu chưa bị tháo luôn. Đấy, thế nên anh em mua máy tại Zin Mỹ có thể yên tâm về những cái vấn đề siêu máy là siêu zin. Rồi chúng ta sẽ sử dụng, và cuối cùng là một sợi cáp USB C2C. Và nó chẳng khác gì so với cái hộp phiên bản Việt Nam cả. Thế thì lựa chọn những chiếc máy đến từ thị trường Mỹ như thế này, chúng ta sẽ có những ưu điểm gì so với phiên bản Việt Nam? Cái đầu tiên chắc chắn nó sẽ đến từ giá bán rồi. Bởi vì với máy của thị trường Việt Nam bây giờ nó sẽ loanh quanh ở khoảng tầm từ 23 cho tới 30 triệu tùy từng cái phiên bản bộ nhớ cũng như là những phiên bản tùy chọn bộ nhớ RAM cao. Thế nhưng mà đối với con này, con máy bản Mỹ thì hiện nay nhập về sẽ chỉ có duy nhất một phiên bản, đấy là 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Nếu như chúng ta so sánh và đối chiếu cái phiên bản này với phiên bản Việt Nam á, thì nó sẽ chênh đâu đó khoảng tầm 6 triệu đồng. Đây là 21.990.000 tại Zin Mỹ. Còn đối với phiên bản 12GB và 512GB nhớ trong ở Việt Nam thì nó sẽ hình như là khoảng 26.990.000, tức là khoảng tầm 27 triệu. Chênh nhau khá nhiều. Thì đây chính là cái ưu điểm đầu tiên của chúng ta có thể thấy khi mà các bạn lựa chọn những chiếc máy nhập khẩu như thế này. Chắc chắn giá bán sẽ thơm hơn. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ không có bảo hành chính hãng, mà các bạn sẽ chỉ có bảo hành tại Zin Mỹ mà thôi. Cái thứ hai đó là đối với con máy này thì mình phải nói thực sự nó không khác gì phiên bản Việt Nam cả. Nếu như những năm trước đây chúng ta có những sự khác biệt nhất định ở phần cấu hình khi mà một con máy chạy chip Exynos còn một con chạy Snapdragon, thì những năm gần đây thì Samsung cũng đã chính thức sử dụng chip Snapdragon trên những chiếc máy Samsung, bởi vì họ thừa biết là chip Exynos nó như thế nào rồi nên họ không dùng nữa. Và như vậy thì về cái khoản chênh lệch hiệu năng hay là trải nghiệm sử dụng của hai con máy Việt Nam và con này thì nó cũng sẽ tương đương nhau. Nhưng chúng ta sẽ nhận được gì ạ? Đó là cái bộ nhớ RAM và tùy chọn bộ nhớ trong cao hơn với một mức giá thấp hơn, như mình đã nói quá rõ ràng rồi. Điểm AnTuTu mà mình chấm được trên chiếc máy này á, thì nó sẽ đạt là 1.210.476 điểm với CPU là 256.000 và GPU là 525.000. Và với cái phiên bản này, cái phần mềm này ở thời điểm hiện tại mà mình chấm á, nó cũng đã có phần tốt hơn so với con Samsung Galaxy S23 Ultra ở thời điểm lúc mới ra mắt mình có chấm. Thì nó đã giảm được khoảng tầm 3 độ so với con S23 Ultra ở thời điểm mới ra mắt. Nên đây cũng đã là một tín hiệu tốt, tín hiệu mừng để cho chúng ta có thể yên tâm hơn khi mà sử dụng chiếc máy này. Nó đã có một cái hiệu năng ổn định và tốt hơn, cái nhiệt độ của nó cũng được tối ưu hóa một cách ngon hơn, để cho các bạn khi mà có sử dụng với những tác vụ nặng nề cũng không bị gặp tình trạng quá nhiệt rồi sau đó bị rớt FPS nếu như chơi game. Và đã nói về hiệu năng trải nghiệm thì chúng ta cũng sẽ không thể bỏ qua được những thứ chuyên sâu. Và như mình đã nói thì đây là phiên bản quốc tế Mỹ nên nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta đầy đủ những tính năng khác. Ví dụ như các bạn vẫn có thể sử dụng hai SIM ở trên đây, một SIM vật lý và một eSIM. Và bên trong phần quản lý SIM này thì chúng ta có thể thấy ngay cái phần thêm eSIM. Như vậy thì chúng ta cũng đã có thể giải quyết được cái vấn đề đấy là sử dụng hai SIM trên những chiếc máy Mỹ, đúng không ạ? Ngon lành. Và bên cạnh đó thì tất cả những tính năng phụ trợ như là S Pen này kia, mọi thứ thì đều được sẵn sàng ở trên đây. Nó không khác gì một cái phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, nên các bạn hoàn toàn yên tâm và sử dụng vô tư cái chiếc máy này. Tới với màn hình thì cũng giống như những năm trước đây thôi, những phiên bản tới từ những thị trường khác nhau thì nó sẽ chỉ có những sự khác biệt về cấu hình là chính, chứ còn ngoại hình hay là màn hình thì nó chẳng khác biệt gì nhau cả. Con máy này thì vẫn sẽ có màn hình 6.8 inch, độ phân giải 2K+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, và chúng ta cũng sẽ có tần số quét 120Hz hoạt động ở trên cái độ phân giải là 2K luôn. Thì cái điều này nó đã xuất hiện ở trên những chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra rồi, chúng ta cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Độ đẹp của màn hình, giải màu tương phản hay là mọi thứ thì chúng ta cũng chẳng cần phải bàn
với tấm nền Dynamic AMOLED 2X đến từ Samsung. Nhưng các bạn xem phim, chơi game hay là mọi thứ ở trên đây, màn hình đều hiển thị rất tuyệt vời. Camera phía sau thì nó cũng chẳng khác biệt gì. Đấy, cụm 3 camera với camera chính 200 megapixel. Rồi chúng ta cũng sẽ có camera zoom quang 10x và có thể zoom tối đa lên tới 100x. Hôm trước thì mình cũng đã chụp thử một vài những tấm khi mà mình ngồi ở quán cà phê, thì lúc đấy mình chụp ở khoảng tầm nhá anh em tối, lúc khoảng tầm hơn 6 giờ tối, thì khi mà chụp ra bức ảnh của chúng ta nó cũng sẽ hơi noise và hơi mất chi tiết nhẹ. Nhưng nếu như nhìn tổng thể bức hình thì nó vẫn quá ổn cho một bức ảnh chụp ra từ điện thoại ở tiêu cự 10x, mà không có chiếc máy nào trên thị trường hiện nay có thể làm được như vậy nếu như chụp ở 10x. Thì đó, nói chung là về con Samsung Galaxy S23 Ultra này, chúng ta sẽ có cái lợi thấy rõ ràng nhất, đó chính là về cái trang bị cấu hình, chính cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra. Chúng ta không cần phải bỏ ra đến tận 27, 28 triệu mà chỉ cần khoảng 22 triệu là đã có phiên bản 12GB và 512GB nhớ trong. Và tất cả những trải nghiệm khác thì nó cũng sẽ gần tương tự như phiên bản Việt Nam mà thôi. Có chăng nếu bạn quan tâm đến 3 vấn đề sau đây thì các bạn có thể bỏ qua chiếc máy này. 1 là phải có bảo hành chính hãng tại Samsung Việt Nam. 2 đó là nó sẽ phải sử dụng được Samsung Pay tại Việt Nam. Và 3 đó là nó phải sử dụng được Samsung Galaxy Gift. Cái Gift này thì mình chả bao giờ dùng, nên là mình nghĩ rằng các bạn cũng thế thôi. Thì hãy bỏ qua chiếc máy này. Còn nếu không thì chẳng có lý do gì để lựa chọn những chiếc máy của Việt Nam nữa, vì giá nó quá thơm. Và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về Samsung Galaxy S23 Ultra phiên bản Mỹ quốc tế. Các bạn thấy sao về nó? Hãy comment để ý kiến của các bạn phía bên dưới phần lời của video. Theo như mình biết được ấy, thì con máy này khi mà vừa nhập về bên Di động Mỹ đã bán khá như máy rồi, thì có thể thấy được là cái độ hot của nó đấy là như thế nào. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.